Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục chia sẻ cho các bạn từ và câu thực dụng. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói ôi mệt quá thì sẽ là ai hủ cùi. Thì hủ cùi là mệt quá, ai là cái tiếng ôi là cái tiếng than thở. Ai hủ cùi, ai hủ cùi có nghĩa là ôi mệt quá. Rồi bây giờ từ vựng kiến chỉ. Kiến chỉ có chỉ có sĩ dám không đọc sĩ, không đọc tỳ, không đọc thầy, không đọc chỉ mà là chỉ kiến chỉ. Kiến chỉ là kiên nhẫn. Rồi mình thí dụ làm cái gì cũng vậy phải biết kiên nhẫn thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: chù mé tố hầy yêu xích kiến chỉ. Chù mé tố hầy yêu xích kiến chỉ. Thì kiến chỉ là kiên nhẫn, xích là biết, yêu là phải, yêu xích là phải biết, yêu xích kiến chỉ. Chù là làm, mé là cái gì, tố là cũng, hay là chù mé tố hầy. Chù mé tố hầy có nghĩa là làm cái gì cũng vậy. Chúng ta cùng nhau đọc lại: chù mé tố hầy yêu kiến chỉ. Chù mé tố hầy yêu kiến chỉ có nghĩa là làm cái gì cũng vậy, phải biết kiên nhẫn. Rồi từ vựng lạng trình. Lạng trình là bình tĩnh. Khi chúng ta kêu ai đó bình tĩnh là lạng trình, lạng trình. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói làm cái gì cũng vậy phải biết bình tĩnh thì chúng ta nói như thế này: chỗ mẹ tố hay yêu xích lạng trình. Chỗ mẹ tố hay yêu xích lạng trình thì làm cái việc cũng vậy, phải biết bình tĩnh. Thì lạng trình là bình tĩnh, yêu xích là phải biết, chù mé tố hầy. Khi chúng ta muốn nói làm cái gì cũng vậy thì là chù mé tố hầy, chù mé tố hầy. Cùng nhau đọc lại cả câu: chù mé tố hầy, yêu xích lạng trình. Chù mé tố hầy, yêu xích lạng trình. Thì bình tĩnh sẽ giải quyết được mọi vấn đề ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta ráp lại, nói cái câu dài một chút nè: làm cái gì cũng vậy, phải biết kiên nhẫn và bình tĩnh. Thì chúng ta nói như thế này: chù mé tố hầy yêu xích kiến chỉ thùng lạng trình. Chù mé tố hầy yêu xích kiến chỉ thùng lạng trình. Làm cái gì cũng vậy, phải biết kiên nhẫn và bình tĩnh. Thì chù mé tố hầy là làm cái gì cũng vậy, rất là quen thuộc rồi ha. Trong ngắn ngủi mà chúng ta đã làm quen được chù mé tố hầy thì chúng ta phải luyện tập ha. Chù mé tố hầy yêu xích là phải biết, kiến chỉ là kiên nhẫn, thùng là và, lạng trình là bình tĩnh. Kiến chỉ thùng lạng trình, kiến chỉ thùng lạng trình là kiên nhẫn và bình tĩnh. Rồi bây giờ cụm từ mũ dẻ hầy. Mũ dẻ hầy thì mụ là không có, dẹ có nghĩa là cái việc gì đó ha, cái gì đó. Hay là mụ dẹ hầy có nghĩa là không có việc gì, là không có cái gì là mụ dẹ hầy. Mụ dẹ hầy không có việc gì là, hay là không có gì là. Thì mình thí dụ chúng ta muốn nói là không có gì là quá dễ dàng thì chúng ta nói như thế nào? Không có gì là quá dễ dàng thì chúng ta nói như thế này: mụ dẹ hầy hữu dùng gì? Thì hữu dùng gì là quá dễ dàng, mụ dẹ hầy là không có việc gì là. Chúng ta cùng nhau đọc lại: mụ dẹ hầy hữu dùng gì? Mụ dẹ hầy hữu dùng gì? Không có việc gì là quá dễ dàng. Rồi tương tự ngược lại, chúng ta muốn nói không có việc gì là quá khó thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: mụ dẹ hầy hữu khoanh nàn. Mụ dẹ hầy hữu khoanh nàn thì mụ dẹ hầy có nghĩa là không có việc gì là, hầy là ha, mụ dẹ là không có việc gì. Mụ dẹ hầy không có việc gì là, khoanh nàn là khó khăn, hữu khoanh nàn là rất khó khăn hay là quá khó khăn, hay đơn giản là quá khó. Chúng ta cùng nhau đọc lại: mụ dẹ hầy hữu khoanh nàn. Mụ dẹ hầy hữu khoanh nàn. Rồi bây giờ chúng ta nói cái câu dài hơn chút xíu. Thí dụ: không có việc gì là quá dễ dàng, cũng không có việc gì là quá khó đâu. Thì chúng ta nói như thế nào?
Không có việc gì là quá dễ dàng, cũng không có việc gì là quá khó đâu. Nói như thế này: mụ dễ hài hữu dùng gì, tú mụ dễ hài hữu khoanh nàn. Mụ dễ hài hữu dùng gì, tú mụ dễ hài hữu khoanh nàn. Thì mụ dễ hài là không có việc gì, hữu dùng gì là quá dễ dàng, tú là cũng, tú mụ dễ hài cũng không có việc gì là hữu khoanh nàn là quá khó. Rồi bây giờ cụm từ trùng diêu hài. Trùng diêu hài có nghĩa là quan trọng, là tút tút ha. Trùng diêu là quan trọng, hài là trùng diêu hài là quan trọng. Là thì bây giờ quan trọng là cái gì đó chúng ta nói ra. Thì thí dụ quan trọng là bạn có thích cậu ấy không, quan trọng là bạn có thích cô ấy không, thì chúng ta nói như thế nào? Trùng diêu hài lị chúng ừ, chúng di khỏi. Trùng diêu hài lị chúng ừ, chúng di khỏi. Thì trùng diêu hài có nghĩa là quan trọng, là điều quan trọng là. Lị là bạn, chúng di là thích ừ, chúng di là không thích. Chúng ừ, chúng di đây là câu hỏi, có thích không, thích hay là không thích. Chúng ừ, chúng di khỏi là cô ấy hay là cậu ấy. Lị chúng ừ, chúng di khỏi. Lị chúng ừ, chúng di khỏi có nghĩa là bạn thích cậu ấy không, bạn thích cô ấy không. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại cả câu. Trùng diêu hài lị chúng ừ, chúng di khỏi. Trùng diêu hài lị chúng ừ, chúng di khỏi có nghĩa là điều quan trọng là bạn có thích cậu ấy không. Rồi tiếp tục tờ vận. Di chi. Di chi có nghĩa là ý chí. Cùng nhau đọc lại. Di chi. Di chi là ý chí. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói phải có ý chí thì làm cái gì cũng phải có ý chí, phải không nào? Thì phải có ý chí. Nói như thế này: diêu dậu di chi. Di chi là ý chí, diêu là phải, dậu là có, diêu dậu là phải có. Cùng nhau đọc lại: diêu dậu di chi. Diêu dậu di chi có nghĩa là phải có ý chí. Rồi bây giờ từ vựng phận tâu. Phận tâu. Phận tâu có nghĩa là phấn đấu. Cùng nhau đọc lại: phận tâu. Phận tâu có nghĩa là phấn đấu ha. Chúng ta muốn nói chúng ta phấn đấu thì sẽ là phận tâu. Mình thí dụ phải biết phấn đấu thì chúng ta nói như thế này: diêu xích phận tâu. Diêu xích phận tâu. Phận tâu là phấn đấu, xích là biết, diêu là phải. Diêu xích phận tâu là phải biết phấn đấu. Thì làm cái gì cũng vậy ha các bạn. Chúng ta phải biết phấn đấu, nỗ lực để mà vươn lên ha, để mà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói cái câu dài như thế này: quan trọng là chúng ta phải có ý chí và phải biết phấn đấu. Thì chúng ta nói như thế này: chơi trùng diêu hài, ngõ tì diêu dậu di chi, thùng diêu xích phận tâu. Chơi trùng diêu hài, ngõ tì diêu dậu di chi, thùng diêu xích phận tâu. Thì diêu dậu di chi là phải có ý chí, diêu xích phận tâu là phải biết phấn đấu, hăng thùng là và. Chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa: trùng diêu hài, ngõ tì diêu xích phận tâu, thùng mài diêu dậu di chi. Chơi trùng diêu hài, ngõ tì diêu dậu di chi, thùng diêu xích phận tâu. Quan trọng là chúng ta phải có ý chí và phải biết phấn đấu. Rồi bây giờ cụm từ. Ôi sao trùng hợp vậy. Ôi sao trùng hợp vậy. Thì chúng ta nói là ý cầm ngám kẻ. Khi mà chúng ta không hẹn mà gặp một ai đó ha, rất là trùng hợp, chúng ta nói như thế này: dí căm ngắm kẻ. Dí căm ngắm kẻ thì dí có nghĩa là ôi ha, cái tiếng ngạc nhiên. Dí căm ngắm kẻ sao trùng hợp thế. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là không nghĩ rằng, không nghĩ đến hay là không nghĩ là, thì sẽ là mụ lẩm co. Mụ lẩm co. Mụ lẩm co ha có nghĩa là không có nghĩ rằng, không có nghĩ đến, không có nghĩ là. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói không nghĩ rằng lại gặp bạn ở đây. Thì chúng ta nói như thế này: mụ lẩm co hãy ní tù kinh tủ lệ. Mụ lẩm co hãy ní tù kinh tủ lệ. Thì mụ lẩm co có nghĩa là không nghĩ rằng.
Hãy ní tù, hãy là ở, ní tù là ở đây. Hãy ní tù có nghĩa là ở đây. Ní tù là đây, hãy ní tù là ở đây. Kiên tủ lệ, kiên là gặp. Kiên tủ là gặp lại, lệ là bạn. Kiên tủ lệ là gặp lại bạn. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Mụ lắm co, hãy ní tù kiên tủ lệ. Mụ lắm co, hãy ní tù kiên tủ lệ. Có nghĩa là không nghĩ rằng lại gặp bạn ở đây. Rồi tiếp tục. Thì bạn bè lâu ngày gặp nhau đó, thì chúng ta nói ý bạn thay đổi nhiều nha, trông bạn khác hẳn nhỉ. Thì chúng ta nói như thế này: Lý bình chỗ hữu tó wo, lý bình chỗ hữu tó wo. Thì lý là bạn, bình chỗ là thay đổi, hữu tó là rất nhiều. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè: Lý bình chỗ hữu tó wo, lý bình chỗ hữu tó wo, có nghĩa là bạn trông thay đổi nhiều nha, bạn trông khác hẳn nhỉ. Rồi bây giờ thông thường thì gặp nhau thì chúng ta khen là bin len chỏ. Bin len chỏ là trông đẹp ra. Bin len chỏ trông đẹp ra. Rồi bây giờ trông mập ra. Bin phì chỏ thì là trông mập ra. Thì thông thường gặp nhau thì chúng ta dùng những cái lời khen ngợi ha các bạn. Thì bởi vì sao nè, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ha các bạn. Thì mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng và hẹn gặp lại ở những kỳ chia sẻ tiếp theo của mình ha. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe.